Loài vật này tiêu thụ tới 35.000 con kiến mỗi ngày bằng chiếc lưỡi dài của mình. Đó chính là thú ăn kiến. Thú ăn kiến là bốn loài động vật có vú còn tồn tại thuộc chi đơn loài Miror mecophaga trong họ Miror bộ Pilosa. Chúng sống khắp Trung và Nam Mỹ và được biết đến với chiếc lưỡi dài và dính, có thể dài tới 60 cm. Chúng có thể thè lưỡi tới 150 đến 160 lần phút nhằm bắt đủ kiến để ăn mà không bị kiến cắn. Một con thú ăn kiến có thể ăn tới 30.000 con kiến mỗi ngày. Thú ăn kiến có thị lực kém nhưng khả năng đánh hơi rất nhạy bén, gấp 40 lần loài người. Chúng sử dụng chiếc mũi của mình để tìm thức ăn. Chúng có một tư thế phòng thủ độc đáo, bằng cách đứng bằng hai chân sau và giang hai chân trước để xua đuổi những kẻ săn mồi. Những loài thú ăn kiến được biết đến với khả năng chiến đấu và thậm chí giết chết một con báo đốm bằng cách sử dụng những móng vuốt cực kỳ sắc bén mà chúng thường dùng để đào các tổ mối và kiến.